sự cân bằng lực, quán tính. Ở lớp 6 ta đã biết một vật đang đứng yên, chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ tiếp tục đứng yên. Tham khảo hình 5.1 trong sách giáo khoa. Vậy một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ thế nào? Một La Mã, lực cân bằng. Một, hai lực cân bằng là gì? Thu thập thông tin. Trong hình 5.2 trong sách giáo khoa, quyển sách đặt trên bàn, quả cầu treo trên dây, quả bóng đặt trên mặt đất đều đứng yên vì chịu tác dụng của các lực cân bằng. Xử lý thông tin. Câu hỏi số 1. Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách. Quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3 newton, 0,5 newton và 5 newton bằng các vector lực. Nhận xét về điểm đặt, cường độ, phương chiều của hai lực cân bằng. 2. Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động. Thu thập thông tin. A. Dự đoán. Ta đã biết lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc. Khi các lực tác dụng lên vật không cân bằng nhau, thì vận tốc của vật bị thay đổi. Vậy khi các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau, thì vận tốc của vật sẽ ra sao? Ta có thể dự đoán, khi đó vận tốc của vật sẽ không thay đổi, nghĩa là vật sẽ chuyển động thẳng đều. B. Thí nghiệm kiểm tra. Muốn biết dự đoán trên có đúng không, phải làm thí nghiệm kiểm tra. Nhà bác học người Anh Edward 1746-1807 là người đầu tiên đã tìm ra cách làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán trên. Hai quả cân A và B giống hệt nhau, được treo vào một sợi dây vắt qua một dòng dọc cố định. Các em hãy xem hình 5.3 trong sách giáo khoa. Một thước đặt ở bên dùng để đo quãng đường chuyển động của A. Xử lý thông tin. Hãy quan sát thí nghiệm để trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 2. Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên? Câu hỏi số 3. Đặt thêm một vật nặng A phẩy lên quả cân A. Tại sao quả cân A cùng với A phẩy sẽ chuyển động nhanh dần? Câu hỏi số 4. Khi quả cân A chuyển động qua lỗ K, thì vật nặng A phẩy bị giữ lại. Lúc này quả cân A còn chịu tác dụng của những lực nào? Câu hỏi số 5. Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây. Ghi vào bảng 5.1 và tính vận tốc của A. Các em hãy nhờ các bạn cùng lớp giải thích bảng 5.1 trong sách giáo khoa nhé. Xử lý thông tin. Từ thí nghiệm trên ta thấy rằng một vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Hai La Mã, quán tính. Thu thập thông tin. Một, nhận xét. Ô tô, tàu hỏa, xe máy khi bắt đầu chuyển động không đạt ngay vận tốc lớn mà phải tăng dần. Khi đang chuyển động, nếu phanh tức là thắng gấp cũng không dừng lại ngay mà còn trượt tiếp một đoạn. Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính. 2. Vận dụng. Câu hỏi số 6. Búp bê đang đứng yên trên xe, bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước. Như hình 5.4 trong sách giáo khoa, hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào, tại sao? Câu hỏi số 7. Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt dừng xe lại. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào, tại sao? Câu hỏi số 8. Hãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây. A. Khi ô tô đột ngột rẽ phải, hành khách trên xe bị nghiêng về phía trái. B. Khi nhảy từ bậc cao xuống, chân ta bị gập lại. C. Bút tắt mực, ta vẫy mạnh, bút lại có thể viết tiếp được. D. Khi cán búa lỏng, có thể làm chặt lại bằng cách gõ mạnh đuôi cán xuống đất. E. Đặt một cốc nước lên tờ giấy mỏng, giật nhanh tờ giấy ra khỏi đáy cốc thì cốc vẫn đứng yên. Kết luận bài. Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau. Dưới tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính. Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì có quán tính. Có thể em chưa biết, dưới tác dụng của trọng lực, con người và mọi sinh vật khác trên trái đất đều chuyển động theo trái đất. Ở gần xích đạo, vận tốc của chuyển động này là khoảng 465 m/s, tức là khoảng 1674 km/h. Hãy tưởng tượng nếu đột nhiên không còn lực hút của trái đất, thì con người và mọi sinh vật khác sẽ như thế nào? Khi đó, do quán tính, con người và mọi sinh vật ở vùng xích đạo sẽ bị văng ra khỏi trái đất và chuyển động thẳng đều với vận tốc 1674 km/h, nghĩa là bằng vận tốc của một máy bay phản lực chiến đấu. Tất nhiên đây chỉ là tưởng